Việt Nam xin chào các bạn. Ngày 10 tháng 5 vừa qua, mạng tìm kiếm lớn nhất thế giới Google đã tôn vinh giáo sư Tôn Thất Tùng bằng Google Doppler nhân dịp 110 năm ngày sinh của ông. Trong đó có hình ảnh chủ đạo là giáo sư Tôn Thất Tùng và một số điểm nhấn trong sự nghiệp y khoa của giáo sư. Chỉ tính riêng 10 năm, từ năm 1936 đến năm 1945, giáo sư Tôn Thất Tùng đã công bố 63 công trình trên các tạp chí y học của Pháp. Giáo sư Tôn Thất Tùng cũng được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động, Viện sĩ Viện Hàn lâm Y học Liên Xô, Hội viên Hội Quốc gia Những nhà phẫu thuật Cộng hòa Dân chủ Đức, Viện sĩ Viện Hàn lâm Phẫu thuật Paris, Hội viên Hội các nhà phẫu thuật Lyon Pháp, thành viên Hội Quốc gia các nhà phẫu thuật Algeria. Giáo sư Tôn Thất Tùng là một bác sĩ phẫu thuật nổi danh trong lĩnh vực nghiên cứu về gan. Ông được biết đến là cha đẻ của phương pháp cắt gan khô hay còn được gọi là phương pháp Tôn Thất Tùng. Chà, nghe cái tên cắt gan khô thật là lạ các bạn nhỉ? Nếu các bạn muốn biết cắt gan khô là thế nào thì hãy theo dõi thật chăm chú phần tiếp theo của video này nhé! Để có được những thành tựu y học nổi tiếng thế giới như phương pháp cắt gan khô và nhận được sự tôn trọng ngưỡng mộ của những đồng nghiệp và hậu bối ngành y, ngoài tài năng thiên bẩm, giáo sư Tôn Thất Tùng còn phải trải qua rất nhiều năm nghiên cứu kiên trì bền bỉ, bị kẹp giữa một nền y học yếu kém và chi phối bởi người Pháp. Nhưng với sự chăm chỉ, ham học hỏi, quan sát và thực hành, vị bác sĩ họ Tôn đã làm rạng danh cho nền y học nước nhà. Còn đồng nghiệp trên thế giới thì lấy làm cảm phục trước tài năng của ông. Trong thời gian làm việc ngoại trú tại Bệnh viện Phủ Doãn, nay là Bệnh viện Việt Đức, ông rất bất bình trước việc chính quyền thực dân Pháp không chịu tổ chức cuộc thi vào nội trú chỉ bởi vì chúng không muốn có những người dân bản xứ có trình độ chuyên môn cao có thể cạnh tranh với người của nước mẹ. Ông đã kiên quyết đấu tranh đòi chính quyền thực dân phải tổ chức cuộc thi nội trú cho các bệnh viện ở Hà Nội vào năm 1938. Kết quả, ông là người duy nhất trúng tuyển một cách xuất sắc trong kỳ thi khóa nội trú đầu tiên của trường. Cuộc đời khoa học của ông thực sự bắt đầu từ đây. Chính nhờ óc quan sát tinh tường, luôn đặt vấn đề trong thực tế nghề nghiệp, bác sĩ họ Tôn đã phát hiện ra những điều mà bao đồng nghiệp người nước ngoài đã sai. Trong hồi ký đường vào khoa học của tôi, ông cho hay, nhiều lần tôi thấy các thầy tôi sai vì họ đưa cách hiểu biết ở phương Tây vào các nước nhiệt đới. Họ tưởng sỏi mật của ta chỉ nằm trong túi mật thôi, trong khi sỏi lại nằm nhiều trong gan. Quái lạ nhất là con giun đũa ở đâu trên người chết tôi cũng chạm phải nó. Ở ruột thừa, ở ruột non, trong ống mật, trong ống gan, trong phế quản, trong mạch máu. Các thầy tôi thì nghĩ rất giản đơn, khi người chết giun chui lung tung mọi chỗ. Dần dần tôi biết quan hệ những triệu chứng của bệnh nhân lúc sống với những thương tổn khi chết. Từ thực tế đó, bao nhiêu giả thiết, bao nhiêu câu hỏi được đặt ra, đòi hỏi phải có lời giải đáp. Đó chính là động lực để óc tìm tòi của ông không ngừng nghiên cứu để đi tới chân lý. Nên Tây y người Pháp du nhập vào Việt Nam theo bước chân xâm lược của họ. Buổi ban đầu, thực sự lạc hậu, yếu kém từ trình độ bác sĩ cho đến phương tiện trang thiết bị y học. Chứng cứ là đối với trẻ em, dù có bị bệnh gì thì chuẩn đoán thường chỉ có một loại bệnh, đó là viêm đường ruột. Và để cho phong phú hồ sơ bệnh án, bác sĩ người Pháp cũng là phó giám đốc Đại học Y khoa tìm cách phủ phép, gian dối khi ra lệnh cho phụ tá người Việt rằng: "Tôi nhờ các anh chuẩn đoán luôn luôn cho tôi. Xương phổi, viêm yết hầu, thiếu dinh dưỡng, để cho thống kê của tôi có nhiều màu mè một chút." Trong quá trình thực hành nghề, dần dần bác sĩ Tôn Thất Tùng đúc rút ra được nhiều nhận định cần thiết cho nghề nghiệp. Ông thấy rằng quan sát là cơ bản của khoa học. Chính bởi thế, đối với ông, có thể nói rằng những người thầy tốt nhất không hẳn là các bác sĩ người Pháp mà là những y tá ở Phủ Doãn và các bệnh nhân ở đấy. Cũng chính nhờ việc không ngừng quan sát học hỏi mà bác sĩ họ Tôn không ngừng khám phá những điều mà người đi trước chưa làm được hoặc bỏ qua. Tỉ như có lần ở viện mổ xác, ông phát hiện ra một hiện tượng rất kỳ lạ. Hàng chục con giun đã chui vào các đường mật ở trong gan, dùng một cái nạo xương gọi là khuya rét. Ông đã phẫu tích rõ ràng cơ cấu trong gan, một việc chưa bao giờ thấy trong các sách lúc bấy giờ. Trong khi ông thầy húa thì cho rằng việc ấy hiếm thấy ở chỗ, hiếm có thấy giun chui nhiều thế này vào trong gan. Thì bác sĩ họ Tôn lại nghĩ khác. Ông thấy lạ ở chỗ là tôi đã phẫu tích tất cả các đường mật trong gan, một điều mà chưa ai làm được, chỉ với một dụng cụ thô sơ, đó là một con dao nạo. Việc này đã thay đổi lớn lao cuộc đời khoa học của ông. Ông cũng nhận thấy cách đặt vấn đề có thể đưa khoa học vào hai đường khác nhau.
Đồng thời, để có thể tham khảo được các tài liệu qua đó bổ túc kiến thức ngành nghề, thì trước hết phải biết các ngoại ngữ. Nhờ đó, ông thấy tài liệu y học của Pháp tỏ ra tự mãn với thành tựu, trong khi tài liệu Anh Mỹ thì luôn đặt các vấn đề, từ đó mà mở ra cho ông những chân trời của sự tưởng tượng. Cũng từ đó, không chỉ hiểu biết về y học, vị giáo sư tương lai của nền y học nước nhà còn thấy rõ tầm quan trọng của khoa học liên ngành, vì công trình của người này đều có thể giúp cho người kia. Ông quan niệm, chúng ta nên coi trọng sự hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học, và trong khi nghiên cứu thì nhận định về một điểm nhỏ có khi có tính quyết định đến giá trị của toàn bộ công trình. Bằng phương pháp phẫu thuật chỉ với một con dao nạo như trên, trong suốt thời gian từ năm 1935 đến năm 1939, ông đã phẫu tích hơn 200 lá gan của tử thi để nghiên cứu các mạch máu. Mối quan tâm của bác sĩ Tôn tập trung nhiều vào gan và dần dần ông có những phát hiện mới trong lĩnh vực này. Chính bởi thế, ông đã có một kỹ thuật đặc biệt, đó là chỉ trong 15 phút, ông đã có thể phơi trần tất cả các mạch máu trong gan. Và nhờ cách làm việc như vậy mà sau này, ông có thể cắt gan không kể bộ phận nào của nó chỉ trong không đầy 10 phút. Rồi ông vẽ lại thành các sơ đồ, đối chiếu chúng với nhau để tìm ra những nét chung. Trên cơ sở đó, ông đã viết và bảo vệ thành công luận án tốt nghiệp bác sĩ y khoa với nhan đề Cách phân chia mạch máu của gan. Với bản luận án này, ông đã được tặng huy chương bạc của Trường Đại học Tổng hợp Paris, mà Trường Đại học Y Dược tại Hà Nội lúc bấy giờ là một bộ phận. Bản luận án được đánh giá rất cao và trở thành tiền đề cho những công trình khoa học nổi tiếng của ông. Sau này, chính vì biết rõ các cơ mạch trong gan, vào những năm 1960, ông đã nghiên cứu thành công phương pháp cắt gan có kế hoạch. Đây là một phương pháp hoàn toàn mới và hiện đại, khác hẳn với những phương pháp trước đây. Vì cho tới thời điểm đó, vẫn do chưa có mô tả chính xác các mạch máu trong gan, nên người ta vẫn quen dùng phương pháp cắt gan không có kế hoạch. Ông cho rằng làm như vậy thì thật nguy hiểm, vì cắt xong, nếu không đúng mạch, bệnh nhân có thể chết do chảy máu hoặc do hoại tử gan. Để ghi nhận công lao của người đầu tiên đã tìm ra phương pháp này, người ta gọi đó là phương pháp cắt gan khô hay phương pháp Tôn Thất Tùng. Chính vì thế, giáo sư người Pháp nổi tiếng Malegi trong báo Lion Phẫu Thuật năm 1964 đã viết, Trường Đại học Y khoa Hà Nội có thể tự hào đã có hai thành tựu trong lịch sử của mình. Một là đã nghiên cứu lần đầu tiên về cơ cấu các mạch trong gan, hai là lần đầu tiên đã thành công trong việc cắt gan có kế hoạch. Rồi phương pháp điều trị ung thư gan bằng phẫu thuật kết hợp dùng miễn dịch cũng được ông tiên phong. Ông cũng là người đi tiên phong trong lĩnh vực mổ tim mạch ở Việt Nam năm 1958, khi là người đầu tiên mổ tim ở nước ta. Không chỉ thế, giáo sư họ Tôn còn nghiên cứu cả về chất độc dioxin do Mỹ giải xuống trong chiến tranh Việt Nam cùng tác hại của nó, để trên cơ sở đó đấu tranh với Mỹ trong việc không giải chất khai quang ở miền Nam Việt Nam. Với tư cách là một nhà khoa học nổi tiếng, một nhà phẫu thuật kiệt xuất, một nhà giáo ưu tú, giáo sư Tôn Thất Tùng đã từng tham gia nhiều hội nghị khoa học quốc tế về y học, được mời giảng bài ở nhiều trường đại học y khoa và viện y học tại nhiều nước. Trong một buổi chẩn đoán đọc phim X-quang tại Bệnh viện Phủ Doãn có sự tham gia của giáo sư Tôn Thất Tùng và giáo sư Kurt người Đức. Giáo sư Tùng hỏi, qua mấy cái phim dạ dày này, theo anh có mấy ổ loét? Ông Kurt trả lời ngay, không do dự, hai ổ. Giáo sư Tùng hỏi, hai ổ nào? Giáo sư Kurt lấy ngón tay chỉ vào hai ổ một cách chính xác. Giáo sư Tùng gật gù, đúng, thế mà nhiều người cho là chỉ có một, anh đọc được là có hai. Thì giỏi đấy. Nhưng bất thình lình giáo sư Tùng hỏi tiếp, anh có còn thấy ổ loét nào nữa không? Giáo sư Kurt nhìn kỹ lại mấy tấm phim một lần nữa, lấy một ngón tay trỏ di di trên khắp những vị trí nghi ngờ, cuối cùng nói, không. Giáo sư Tùng đứng dậy chỉ vào một điểm mờ mờ của phim và nói, đây, còn một ổ thứ ba này nữa, anh xem có đúng không? Giáo sư Kurt nhìn chăm chú vào bức phim và lắc đầu do dự, tôi không thấy. Giáo sư Tùng quả quyết đáp, để rồi ngày mai tôi mổ cho anh xem. Đến sáng hôm sau, giáo sư Tùng mổ bệnh nhân có mấy tấm phim nói trên và trong khi vào đến dạ dày, giáo sư Tùng chỉ cho giáo sư Kurt đang đứng xem gần đó vị trí của ổ loét thứ 3 tương ứng với vị trí trong phim mà giáo sư giới thiệu ngày hôm qua. Thế giáo sư Kurt còn ngờ ngợ, giáo sư Tùng nói dịu giọng, để sau khi cắt xong tôi đưa anh xem tận tay. Và sau khi cắt xong dạ dày, giáo sư Tùng giao phần việc còn lại cho bác sĩ phụ mổ làm tiếp. Ra khỏi bàn mổ, đem theo chiếc dạ dày và mượn một con dao bổ đôi dạ dày cho giáo sư Kurt xem tận mắt, tận tay ổ loét thứ 3.
ngập ngừng vài giây, giáo sư Kurt nói, anh mới chính là người giỏi. Một người thầy lâm sàng giỏi của Việt Nam chúng ta đã được một người thầy chuyên khoa cận lâm sàng giỏi của một nước có nền y tế được xem là tiên tiến top đầu thế giới tôn vinh, đúng trong lĩnh vực nghề nghiệp của bản thân mình. Thật là vinh dự cho cả dân tộc Việt Nam, không phải chỉ giỏi đánh giặc. Năm 1977, giáo sư Tôn Thất Tùng được Viện Hàn Lâm Phẫu thuật Paris tặng huy chương phẫu thuật quốc tế mang tên Lanier-Ware. Đây là một phần thưởng cao quý dành cho những nhà phẫu thuật xuất sắc thế giới được trao định kỳ 5 năm một lần. Ông vinh dự và xứng đáng là một trong 12 người trên thế giới và là người duy nhất ở Việt Nam được tặng huy chương ấy. Quả thật đúng như một vị giáo sư người Pháp đã nói, Tôn Thất Tùng là một của báu xa xỉ của Việt Nam.